Hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã trở lại với kênh channel của mình. Để móc chiếc áo này, mình sử dụng len da ô và kim móc là 5. Bắt đầu chúng ta sẽ móc phần thân áo. Để móc phần thân áo, chúng ta sẽ móc lên một chuỗi mũi bính. Áo mình đang móc là size S, dành cho các bạn có ngực dưới 80. Mình sẽ móc lên là 100 mũi bính nha. Còn những bạn có size ngực lớn hơn, các bạn sẽ đo vòng ngực của mình chia cho 2. Dựa vào số đo đó, các bạn sẽ móc lên mũi bính nó có chiều dài tương đương. Tuy nhiên, số mũi bính sẽ là số chia hết cho 5 nha mọi người. Ví dụ như 110, 125, 130. Giờ chúng ta sẽ lên hàng số 1. Các bạn lên cho mình 3 mũi bính, sau đó móc mũi kép đơn vào chân đầu tiên. Và tiếp tục như vậy, các bạn móc các chân còn lại cũng là một mũi kép đơn cho đến khi hết hàng. Đây là sau khi mình đã móc xong hàng thứ nhất. Hàng thứ hai, các bạn lên 3 mũi bính, quay đầu sản phẩm lại. Lấy len và các bạn sẽ móc 5 mũi kép ngoặc trước. Nhớ đến đủ chân sau khi móc, vì móc mũi này rất dễ bị nhầm. Tiếp tục, lấy len và móc 5 mũi kép ngoặc sau. Và cứ móc xen kẽ 5 mũi kép ngoặc trước, 5 mũi kép ngoặc sau cho đến khi hết hàng. Sau khi móc xong hàng thứ hai,
Hàng thứ 3, lên 3 mũi bính, quay đầu sản phẩm. Lấy len. Các bạn nhìn kỹ phần thân khúc đầu này lồi lên, các bạn sẽ sử dụng mũi móc ngoặc sau. Bạn nhìn phần thân này bị hụt vào trong, các bạn sẽ sử dụng mũi kép ngoặc trước. Rồi các bạn cứ móc xen kẽ 5 mũi kép ngoặc sau, 5 mũi kép ngoặc trước cho đến khi hết hàng nhé. Và nhớ đến mũi chân nha, vì mình móc bị nhầm nên lưu ý cho các bạn móc được sản phẩm đẹp hơn mình. Hàng thứ 3, các bạn vẫn móc 5 mũi ngoặc trước, 5 mũi ngoặc sau xen kẽ đến hết hàng. Và móc đến hàng 19 như các hàng trước, hoặc các bạn muốn áo dài hơn thì thêm hàng nha. Đây là sau khi mình móc đến hàng 19. Giờ mình sẽ móc phần sau áo. Hàng đầu, mình sẽ lên 3 mũi bính. Mình sẽ móc mũi kép đơn vào mỗi chân đến hết hàng.
Tiếp tục, mình sẽ móc như hàng 1 cho đến hàng 4. Đây là khi xong hàng 4. Hàng 5, mình sẽ móc tạo lỗ xỏ dây. Các bạn làm theo video nhé, có thể cân chỉnh lại tùy theo bạn muốn. Xong phần tạo lỗ, mình viền một vòng nữa bằng mũi đơn là xong. Móc tương tự cho bên còn lại. Giờ mình sẽ móc phần dây áo yếm. Các bạn móc theo sashi áo mình thì từ giữa áo sang hai bên, mỗi bên khoảng cách là 5 hàng, còn các bạn sashi lớn hơn thì đánh dấu ở phần gần nách. Đây nhìn vào là thấy phần thân lồi, mình sẽ móc mũi ngoặc sau. Làm theo video. Các bạn sẽ móc như vậy cho đến chiều dài mong muốn. Trong video mình móc 62 hàng.
Đã xong phần dây áo, mình sẽ nối lại với phần thân. Xem video nha! Phần dây cột sau áo mình sử dụng tầm 2 mét dây dì băng. Các vật dụng mình sử dụng sẽ được gắn link ở phần mô tả. Xong rồi cùng diện áo đẹp thôi, nhớ tag mình vào khi bạn hoàn thành áo nhé.